Cháu mau nhắm mắt lại ngủ nhanh lên, bà của cháu buồn ngủ quá rồi đi nè. Ngày mai thức dậy bà sẽ kêu mẹ cháu cho con bé Anna đi đó một trận, cháu cứ chờ đó đi. Bà hứa với cháu đi bà. Cháu có cần bà điểm chỉ vào tờ giấy trắng cho cháu không hả? Bà của cháu là tuyệt vời nhất. Giờ này mà ai đến nữa vậy ta? Sao không ai trong nhà chưa mở cửa giùm gì? Ơi thiệt là. Tại sao cậu lại tới đây? Đi giùm đi. Nhanh, đừng làm phiền gia đình tôi nữa. Mời bà. Đừng mà. Có chuyện gì nói nhanh rồi làm ơn đi giùm tôi một cái. Bây giờ cháu đói quá. Đã 2 ngày rồi cháu không ăn gì hết. Từ từ thôi, coi chừng bị ngang bây giờ đó. Vẫn còn nhiều đồ ăn trong bếp, cháu cứ việc ăn hết, ăn bao nhiêu cũng được. Không cần ăn vội đâu mà. Không ngờ có một ngày cháu của tôi lại như vậy. Chắc là cháu tôi đã phải đói bụng lắm rồi. Sao cháu không về đây? Về đây mà ăn cơm ra đi. Bà ở đây là để chờ cháu về ăn cơm mà. Ăn từ từ thôi cháu. Cháu ăn hết đi, còn rất nhiều đồ ăn ở trong kia. Bà cũng chưa ăn gì phải không bà? Chắc chắn là bà cũng chưa ăn gì rồi. Bà nhìn gì cháu? Cháu nghẹn rồi đúng không? Bà đã kêu từ từ ăn rồi mà. Đây nè, cháu bảo uống nước nhanh lên, uống đi. Già Đít ơi, cháu trai của bà. Có chuyện gì vậy ba? Có phải bà ngủ mơ nên làm rớt cái ly không bà? Bà ơi bà,
xin bà hãy tha lỗi cho cháu. Bà tha lỗi cho cháu? Cháu có làm gì sai đâu. Dạ cháu biết chứ bà. Cháu biết tại sao dạo này bà hay thất thần như vậy. Bà, ba của cháu, mọi người trong nhà nữa, ai cũng căng thẳng và lo lắng chuyện của cháu. Nếu như cháu tha thứ cho Sadiq thì mọi chuyện đâu có thành như vậy. Cháu... Không đâu, không phải như vậy đâu. Bà cũng hiểu nỗi đau của cháu nhiều như thế nào Anandi. Cháu có thể quyết định sẽ không tha thứ cho thằng Sadiq đó. Bà hoàn toàn không có ý kiến về chuyện này. Những gì cháu làm không sai, chỉ là bà không thể không buồn được cháu à. Bà cố gắng rồi nhưng vẫn không quên được. Bà đã từng có lời hứa với Si rồi, đã đến lúc bà nên thực hiện theo lời hứa của mình. Không thể để chuyện này tiếp tục nữa. Thôi chết rồi, sao bây giờ bà mới nhớ ra? Si đã từng nói với bà, thằng bé muốn mau chóng được kết hôn với cháu kia mà. Sao bà vẫn chưa kêu tất cả mọi người tới đền thờ để cầu xin thần linh ban phước vậy chứ? Lễ đính hôn đã làm xong rồi mà bà lại quên mất tiêu những việc bà hứa. Hèn chi bà không làm cho nên đã có quá nhiều chuyện xảy ra với gia đình của chúng ta như vợ. Ngày mai bà phải đi một chuyến qua bên nhà cậu Si mới được. Phải làm thật tốt để thần linh thấy được lòng thành của tất cả chúng ta. Xong rồi mọi thứ sẽ được đâu vào đó thôi à. Phải làm những việc này thôi, không thế nào chờ đợi thêm nữa. Dạ cũng được thưa bà. Bà kêu cháu làm gì cháu cũng làm hết, miễn sao trong tâm bà thấy bình an là được. Con đem cất cái này đi à Lộc. Mình không cần treo nó nữa rồi. Ủa sao vậy ông? Ông yêu thích nhất là tấm hình này mà. Ông luôn luôn nói với mọi người rằng linh hồn của ông nằm ở trong cây sa ba. Giờ sao ông lại muốn cất nó đi vậy? Những gì cháu nói rất chính xác đó Si à. Nhưng để an ủi cho những mất mát của ông trong quá khứ, ông không cần tấm hình này nữa đâu cháu à. Bởi vì chúng ta đã có thể lấy lại những gì đã mất rồi cháu. Hả? Thật không hả ba? Thật mà. Phải. Đây nè, đem chút này có liền thôi. Có bằng chứng đây nè, nhìn vào đây đi. Hồi sáng người ta mới gửi cái này tới đây đó. Valet Sahid đã gửi nó tới đây nè, để giải quyết tất cả mọi chuyện. Kê Sa Ba lại thuộc về chúng ta một lần nữa rồi đó. Bao nhiêu năm nay bà đã chờ đợi giây phút này lâu rồi. Thậm chí bà đã từng rất sợ. Bà không biết liệu rằng mình có thể sống để chờ tới ngày hôm nay không. Mỗi bức tượng ở trong ngôi nhà này, mỗi viên gạch ở trong đó, chưa biết bao nhiêu là kỷ niệm. Từ rất là nhiều nơi tới, có rất nhiều thứ vô giá. Và còn vườn cây của ba rất là nhớ rõ. Ba còn cõng A Lốc với A Nốp trên đôi vai của mình đây nè. Rồi sau đó ba và tụi nó chạy khắp nơi trong vườn để mà chơi đùa nữa đó mọi người à. Lúc đó rất là vui. Dạ ba nói rất đúng.
những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời của con đều nằm trong ngôi nhà này. Hình như mọi người có rất nhiều tình cảm với nơi này. Nó đặc biệt lắm có đúng không? Cháu chỉ cần đặt chân tới đó thôi, đảm bảo cháu cũng sẽ như ông yêu thích nơi đó liền cho mà coi. Phải, nhưng phải có Anandi thì Si nó mới thích được ba. Cũng được, có chỗ cho hai đứa, thậm chí là có chỗ cho con hai đứa nữa. Dạ thưa ba, tin tốt như vậy thì chúng ta nên làm một ít bánh ngọt để con đi làm hoa qua liền. Đúng rồi, con làm nhanh lên đi. Khoan đã em. Ba, sao chúng ta không làm đồ ngọt xong rồi mang tới nhà của Anna đi? Phải để cho họ chia sẻ niềm vui này với chúng ta chứ. Sau đó tất cả chúng ta có thể cùng nhau thưởng thức đồ ngọt. Ông chuẩn không cần chỉnh luôn, cứ làm vậy đi, chúng ta tới đó nghe. Không cần phải làm chi cho mệt thân hai đứa nữa. Trên đường đi ghé vô chợ mua là được rồi. Nhưng mà mình mua gì hả ba? Mua jalebi đi. Kìa ông. Đúng là ngại quá đi. Và chúng tôi lại tới mà không báo trước. Ngại thật đó, cứ làm phiền mọi người như vậy. Thật ra thì chúng tôi tới đây có lý do. Tôi muốn được chia sẻ với mọi người là nhà chúng tôi cuối cùng cũng đã lấy lại được Kê Sa Ba rồi. Kê Sa Ba? Có phải ý của ông là ông mua đất để trồng cây không hả? Ông muốn làm thành một khu vườn. Không đâu, không phải vậy đâu. Kê Sa Ba không phải là một khu đất, mà Kê Sa Ba chính là nhà của tổ tiên chúng tôi. Nó không chỉ là một ngôi nhà lớn mà còn rất cổ kính nữa đó. Xung quanh nhà tôi có một khu vườn cũng rất là đẹp. Chúng tôi đã làm việc với bên tòa án, cuối cùng sau bao nhiêu vất vả, chúng tôi cũng đã lấy lại được. Wow, tin này đúng là một tin rất tốt rồi con gì. Phải. Xin được chúc mừng gia đình ông. Dạ, mọi người có thể ở lại được nhà tổ tiên, còn gì có thể vui hơn điều đó nữa chứ. Xin được chúc mừng tất cả mọi người. Cảm ơn. Cảm ơn. Nhưng mà có cần thiết chuẩn bị cái này không? Dạ đương nhiên là cần. Tụi con không thể tới đây tay không được. Nhất là để đi san sẻ một tin tốt như vậy, đồ ngọt chắc chắn là cần thiết mà. Phải, cô nói rất chính xác. Nhưng mà theo những gì tôi biết, có rất nhiều món đồ ngọt khác, mọi người có thể mua nhiều loại. Như vậy chẳng phải sẽ san sẻ được thêm niềm vui hay sao chứ? Đúng rồi đó. Anh đi, cháu vào trong bếp làm thêm hoa quả đi, nhanh đi cháu. Dạ được thưa ba, con cứ ở đây đi, để bác đi làm được rồi. Phải, tôi để tôi một chút nghe. Anh đi cháu gái à, lại đây, nhanh lên đi, lại đây ngồi với ông nè. Ông sẽ đưa cháu nhìn thấy tấm hình này, đảm bảo cháu sẽ thích. Nhanh lên, lại đây ngồi, nhanh. Rồi. Đây nè, cháu nhìn đi, đây chính là nhà tổ tiên của chúng ta. Nhìn đi cháu gái à. Haron Shin nè, sao cậu không tới đây nhìn thử? Bà can danh đi, bà cũng coi đi. Dạ. Nó chắc chắn sẽ không lớn bằng nhà của mọi người đâu, nhưng nó cũng không phải xấu tệ hả? Dạ, con có thể hiểu tại sao đây lại là nhà tổ tiên của bác, thưa bác. Thần Linh ơi, ông nói sao chứ tôi thấy nhà tổ tiên của ông đẹp hơn nhà tôi mà. Mọi người sẽ quay trở lại ở đó sao? Thì mong muốn là vậy đó. Nhưng mà rất khó để có thể thay đổi liền lập tức. Với lại
Căn nhà này lâu quá không được chăm sóc nên giờ chắc cũng cũ kỹ lắm rồi. Tôi cần phải chỉnh sửa lại nó mới được. Sau đó mới tính có nên ở hay không. Nếu vậy thì tốt quá. Anh đi cháu tôi đã được ở trong nhà của tổ tiên, giờ lại được ở trong nhà tổ tiên nữa. Đúng rồi, nó rất phải. Thậm chí con bé nó sẽ còn không cảm thấy lạ lắm chỗ mới nữa. Cho nên cứ yên tâm đi, con bé sẽ không sao đâu. Dạ, lối sống ở nhà tổ tiên chắc là bà cũng biết rồi đó. Tôi cũng mà giống như bà mà thôi. Chỉ là chúng ta nên thay đổi một chút để hợp thời đại thôi bà. Quan trọng nhất là chúng ta cảm thấy thoải mái. Mọi thứ đều rất rõ ràng thôi mà, phải không? Tổ tiên lại không phù hộ nữa thì chết à. Dạ, xin mời mọi người dùng ít tha hoa coi như là quà chúng tôi muốn chúc mừng đến tất cả. Nói thật, nếu như mọi người không tới, tôi cũng sẽ tới đó để gặp mặt mọi người. Không ngờ trùng hợp quá. Tôi có chuyện quan trọng muốn nói. Tôi đã từng có lời hứa lấy thần Devi rồi đó nha. Một khi Anandi được yên bề gia thất với lại cậu Si đây, tôi sẽ cho hai tụi nó đến đền của thần Kani. Bây giờ tụi nó cũng đã đính hôn rồi, nên không biết là mọi người có thể cho chúng đi tới đền thờ để kiếm ân phúc của thần linh hay không vậy? Được, đương nhiên là được. Thật trùng hợp là ngày hôm nay sẽ có lễ ở đền thờ đó. Đi một công được đôi chuyện luôn đó mọi người à. Wow, vậy thì hay quá rồi. Nếu hôm nay không đi thì đợi đến chừng nào nữa đây? Bác ơi, Maha Aati rất đáng để coi hả bác? Phải. Nói thật với bác, con đây cũng rất muốn tới đó tham gia. Nhất là bây giờ ngôi nhà tổ tiên của tụi con đã được lấy lại rồi. Bác không tin đâu, những chuyện này có nguyên nhân hết đó, đều nhờ sự may mắn của Anandi mà ra. Từ ngày con bé nó đính hôn với thằng Si xong, việc mà gia đình con trông chờ trong suốt bao nhiêu năm qua tự nhiên lại đến trong ngay lúc này. Đúng vậy đó, Anandi thật sự là một ngôi sao may mắn của nhà con. Bác biết không, giống như bác mới vừa nói lúc nãy, thần Devi đã nhìn thấy những chuyện này rồi. Nàng dâu của nhà con bước ra từ nhà của tổ tiên thì sẽ bước vào một căn nhà của tổ tiên khác. Chính vì vậy mà Kasaba mới được giao trả trong lúc này. Vậy chúng ta còn chờ đợi gì nữa, mau nhanh lên đi, trễ giờ rồi. Tất cả chúng ta cùng tới đó nha bác. Thật lòng tôi cũng muốn tới đó lắm, nhưng sẽ rất khó nếu như chúng tôi đi theo ông. Ông cũng biết đó, chiều nay mấy người nông dân trong làng có một cuộc họp rất quan trọng, và đương nhiên là tôi phải có mặt ở đó. Vasa nó vẫn chưa về nhà, cho nên tôi và Harold phải thay nó tới đó để giải quyết chuyện của người nông dân. Gena thì càng không thể nào đi được, mọi chuyện trong nhà chỉ có mình cô ta cán đáng mà thôi. Cháu nội của tôi cũng sắp về, cô còn phải lo cho cháu nội tôi nữa. Thôi được rồi, chúng tôi xin thay mặt bà cầu xin ơn phước cho gia đình bà. Nhưng có một điều tôi phải nói ra, nếu như bà có thể đi chung với chúng tôi sẽ thấy vui hơn. Tôi thật sự nhớ bà lắm. Cho một ly trà đi. Đúng rồi Munchan. Sao anh lại đến bệnh viện vậy? Anh có biết Narayan không? Tôi tới thăm anh ta đó. Narayan lại? Thì là cái người của căn nhà đằng sau ngôi đền đó. Anh ta là Narayan. Vậy hả? Đúng là tội nghiệp cho anh ta quá trời. Chuyện gì vậy? Thì tối hôm qua có trộm lẻn vô nhà của anh ta. Nhà nghèo quá mà cũng không tha nữa. Trong lúc giằng co với tên trộm, anh bị tên trộm xô ngã. Bây giờ nằm bệnh viện không biết sống chết làm sao nữa. Người anh ta nói không lẽ là người tối hôm qua sao? Nhà ở đằng sau ngôi đền. Hình như nhà ở đằng sau ngôi đền chỉ có một căn nhà thôi. Phải, chính là anh ta rồi. Để chạy thoát thân mình có xô ngã anh ta. Không ngờ mọi chuyện là như vậy. Bây giờ vợ của anh ta đang khóc hết nước mắt, không biết chồng của mình sống hay chết nữa. Bác sĩ nói như thế nào?
không để không cứu được sao? Bác sĩ chỉ có thể nói là tùy vào thần linh. Mình có nên tới bệnh viện để gặp người đàn ông đó hay không chứ? Nhưng mà nếu như anh ta nhận ra mình thì sao đây? Lúc đó mọi người sẽ biết mình là tên trộm, họ sẽ đuổi mình ra khỏi làng này. Không được đâu. Nhưng mình đâu có cố tình xô ngã anh ta như vậy chứ. Mình phải đi gặp anh ta thôi. Dù sao thì cũng là lỗi của mình. Nhưng nếu vào trong đó mình bị bắt thì biết làm sao bây giờ đây? Bây giờ mình phải làm sao mới đúng chứ? Phải giải quyết mọi chuyện như thế nào đây? Mình không cố tình làm cho anh ta phải nhập viện như vậy. Tất cả là tại anh ta thôi. Anh ta cản mình mà. Như vậy là hôm nay ngài cũng không tới văn phòng hả? Dù sao hôm nay cũng không có chuyện gì quan trọng, nên tôi sẽ đến đền rồi sau đó đến thẳng văn phòng luôn. Anh hủy hết tất cả các cuộc hẹn của tôi trong ngày hôm nay đi. Dạ được ngài. Nhưng mà tôi đã nói với ngài về chuyện gì ngài nhớ không vậy? Tôi trễ rồi không có thời gian đâu. Tôi đến đền xong sẽ gọi điện cho anh. Bộ có chuyện gì quan trọng sao? Thôi cứ đợi cho ngài ấy về cái đã, rồi mình nói chuyện của Narayan sau. Dạ không có gì quan trọng đâu, ngài cứ đi thoải mái đi. Được rồi. Anh đi cháu gái à, cháu sẽ phải làm việc rất chăm chỉ, suy nghĩ nát óc thì cháu mới có thể lôi Him Sin đó ra xa si được đó anh đi. Bác biết rồi con. Nếu cần thiết thì cứ mời một vị bác sĩ nào đó giỏi nhất ở Chai Bu xuống đây giúp đỡ cũng được, không sao hết. Được rồi. Chuyện gì vậy? Mẹ nhớ Narayan đúng không mẹ? Người mà có ngôi nhà nằm ở sau lưng đền thờ đó mẹ. Mẹ nhớ là chồng của Lakshmi mà. Dạ đúng rồi mẹ. Anh ấy đang nằm ở trong bệnh viện. Đêm qua có một tên trộm đột nhập vô nhà, xong rồi còn tấn công anh ấy nữa. Giờ anh ấy đang bị chấn thương, đang nằm trong bệnh viện đó mẹ. Linh ơi sao ghê quá vậy? Là trộm hay là thần chết vậy chứ? Vô nhà người ta ăn trộm xong rồi thôi, đi luôn đi, còn đánh người nữa chứ. Cậu xin thần linh phù hộ cho anh ta. Nhưng mà nhà anh ta rất nghèo, tên trộm không thấy hay sao mà còn chọn nhà đó. Đúng là vô lại mà. Có bắt được hắn ta chưa? Dạ tới giờ vẫn chưa bắt được mẹ à. Nhưng khó hiểu ở chỗ là đồ đạc ở trong nhà vẫn còn nguyên vẹn thưa mẹ. Sao tên trộm đó lại không lấy bất cứ thứ gì chứ? Anh ta phát hiện cho nên mới bị tên trộm ra tay. Cũng may là lúc đó Lakshmi cũng thức dậy kịp lúc. Sau đó cô ta tri hô lên, rồi cùng với mọi người đưa chồng của mình vào bệnh viện cấp cứu kịp thời. Nếu không, không biết sẽ ra sao nữa. Thế giới này đúng là nhiều chuyện kỳ lạ. Lòng tham con người không đây, nhất là đối với những con quỷ đổi lốt người như hắn ta đó. Đã biết nhà người ta rất nghèo rồi, vậy mà còn vào đó để ăn trộm nữa. Là một con người độc ác như vậy rồi, làm sao có thể lo cho bản thân và gia đình của mình được? Con nghĩ là chúng ta nên thông báo chuyện này cho Si và anh đi biết mẹ à. Phải, nhưng à, tốt nhất là con đừng nói gì cho chúng biết trong lúc này. Hãy cho chúng có khoảng thời gian yên bình để cầu xin thần linh đi con à. Chừng nào chúng trở về đây, mẹ sẽ nói với chúng. Mẹ sẽ yêu cầu hai tụi nó hợp sức với nhau làm sao để bắt được cái tên trộm khốn nạn đó, sau đó dùng pháp luật để trừng trị hắn ta. Người như hắn ta phải ngồi tù mọt gông thì mới vừa cái tội. Phải phải, tôi biết mà, không sao không sao, thiệt mà, tôi vẫn còn rất khỏe. Tôi sẽ tới chỗ của anh cứ chuẩn bị cho tôi đi nghe. Được rồi, tôi biết rồi, cảm ơn. Chừng nào buổi lễ mới diễn ra vậy hả? Dạ, khoảng một tiếng nữa thưa ông. Wow, nhìn ngon quá. Là Va Kiêu Hi Sít từ Udaibu gọi về cho ba. Ông ấy nói ba nên thu xếp thời gian để lên trình đó. Còn rất nhiều công việc cần phải giải quyết, trừ giấy tờ liên quan tới nhà tổ tiên nữa. Vậy cũng được, con sẽ đi cùng với ba tới đó. Nếu như con mất thêm một chút thời gian, ba cũng sẵn sàng mất vì nhà tổ tiên mà. Chỉ cần mọi chuyện mau chóng hoàn thành, nhà tổ tiên sớm được trả lại cho mình, như vậy là vui rồi. Dạ đúng, tin này đúng là rất tuyệt. Con có rất nhiều kỷ niệm tuổi thơ ở đó. Em có biết không, anh có nhiều chỗ trốn bí ẩn xung quanh nhà, thậm chí những người ở đó cũng không biết luôn đó. Thật hả? À ba, ba có nhớ
Mà thôi, chắc bà không nhớ đâu. Lúc nào bà cũng chỉ biết tới làm vườn cây thôi. Bà đâu có biết cái gì nữa chứ. Hỏi bà cũng như không. Hai đứa à, bà muốn à, hai đứa phụ trách việc phục hồi nhà cửa như trước, sau đó lo tới vườn cây cho bà. Bà còn nhớ lúc Alok nó cưới vợ, bà chỉ có một điều ước. Bà ước là bà có thể đón con dâu của mình bước vào nhà đó. Nhưng bà không thể nào làm được với Ira cũng như là Mina đây. Nhưng bây giờ bà sẽ để cho Anandi và Si cháu trai bước vào nhà đó. Sau khi chung kết hôn, bà sẽ sắp xếp làm sao cho hai đứa nó phải thật sự bất ngờ. Đến lúc đó chắc vui lắm ha. Ba ơi ba, ý tưởng của ba rất tuyệt vời. Con cần phải dọn dẹp lại rồi trang trí mọi thứ, sắp xếp lại mọi thứ trong nhà bếp. Hai người không định phụ hay sao? Con nghĩ là hai người cũng nên phụ con với Mina một tay thì mới con phải. Ai biểu bà lại có hai đứa con dâu siêng năng và quá tài giỏi làm gì chứ. Con có thể làm tất cả mà không cần có ba, giống như cái ly sữa này vậy. Phục vụ đâu rồi? Cho ly sữa đi. Bời ba, đủ rồi đó ba. Ba đã uống một ly rồi, ba không nên uống nhiều như vậy đâu. Chúng ta tới đây vì thần linh chứ không phải dùng đại tiệc. Được rồi mà, đừng uống nữa. Thôi được rồi, không uống thì thôi. Hình như chúng ta đi quá xa rồi đó anh à. Làm sao để mọi người bắt kịp được? Ủa nhưng mà em thấy chúng ta đi rất chậm kìa mà. Em không hiểu sao mọi người lại đi chậm tới như vậy nữa. Anh nghĩ thật ra có lẽ là vì em muốn bỏ lại mọi người để ở bên cạnh anh mà thôi. Được rồi, mình đứng đây chờ mọi người tới. Phải làm sao đây? Nếu như mình bị bắt, mày làm như vậy liệu có sáng suốt hay không chứ Sadiq? Nhưng mà mày nhất định phải coi tình trạng của anh ta thế nào thì mới được. Phải, hắn không phải là một tên trộm bình thường đâu. Hắn là một con quỷ cho nên hắn mới làm như vậy đó. Sao lại nở ra tay độc ác như vậy? Tôi sẽ quyền rũ hắn ta suốt cuộc đời. Sao lại có thể làm ra nông nổi như vậy? Độc ác quá đi, đúng là độc ác mà. Đúng là đồ khốn nạn, khốn nạn nhất trên đời mà. Tại sao lại như vậy chứ? Tại sao hắn lại nhẫn tâm như vậy? La Xin, cậu đi đâu vậy? Cậu không phải là một đứa con nít đâu Zedit à? Cậu là bác sĩ, cậu cũng biết tình trạng bệnh tình của cậu như thế nào rồi mà. Tôi sẽ cho cậu biết sự thật, nhưng mà trước tiên chúng ta hãy vào trong phòng riêng đã nha. Ừ, đi.
Cậu ngồi đi. Nói tôi biết, cậu đã ở đâu vậy? Cậu thấy trong người thế nào rồi hả Sadiq? Tối ngày hôm qua tôi phải ngủ ở gốc cây. Sadiq à, cậu có bị mất trí hay không vậy? Sao cậu không về đây? Cậu đã ăn cái gì chưa? Ăn trộm! Ăn trộm! Sadiq à, cậu đúng là bị điên thật rồi. Cậu không biết chăm sóc cho bản thân mình quan trọng như thế nào hay sao? Nếu cậu không tịnh dưỡng đàng hoàng thì cậu sẽ phát bệnh lại đó. Nghe tôi nói đây, bây giờ cậu sẽ theo tôi đi về nhà. Cậu có ở nhà của tôi, tịnh dưỡng cho hết hẳn bệnh cái đã. Tôi rất cảm ơn cậu, nhưng mà tôi sợ ba của tôi khó chịu với tôi nữa. Bây giờ là lúc cậu lo lắng cho sức khỏe của mình đi kìa. Tôi không làm việc này vì cậu đâu, mà tôi làm là vì tôi là một bác sĩ. Đó là nhà của tôi, ít nhất thì tôi cũng có quyền quyết định người nào nên đi và người nào nên ở. Dù gì vợ tôi cũng có ở đó, cô ấy có thể chăm sóc cho cậu lúc tôi không có ở nhà. Nè, thay quần áo đi, cậu cứ mặc đồ cũ chắc chắn sẽ bị bệnh đó. Đi tắm luôn đi, để tôi lấy đồ cho cậu ăn nha. Để tôi lấy cho cô nghe. Những chiếc vòng này mang lại cho em niềm vui trong ánh mắt và nụ cười trên môi của em mà anh đi. Em rất thích chúng không phải sao? Vậy tại sao em lại bỏ chúng lại chứ? Sao không mua chúng đi? Không cần, em chỉ đang nhớ lại thời thơ ấu của mình. Anh không biết đâu, hồi nhỏ cứ mỗi khi em được đi ra chợ, em luôn luôn muốn được mua thật nhiều vòng tay để đeo vào tay của mình. Thứ làm cho em thích nhất chính là vòng tay mà. Đôi mắt của em đã trả lời cho anh tất cả mọi thứ rồi, đúng không? Không, không còn nữa. Em không còn nhỏ để có những sở thích đó nữa. Dù có thế nào, em cũng sẽ không bị nó cám dỗ. Chúng ta đi thôi. Khoan đã, anh đi. Chờ anh một chút. Thanh Trang Si à, em đã nói rồi kia mà, giờ em không còn thích mấy cái vòng tay này nữa. Em vẫn còn đó, chỉ là em quên đó thôi. Em có biết không, cứ việc sống với tất cả những niềm hạnh phúc của mình, những vật vô tri này ít ra nó cũng có thể mang lại cho em niềm vui nho nhỏ mà. Cậu rất thích vòng màu xanh đúng không? Vậy thì lấy chúng đi. Cậu quên rồi hả? Tôi có vòng tay màu xanh rồi. Thì đã làm sao, lấy thêm cũng được mà. Sao anh biết là em thích vòng tay màu xanh? Em nhớ là em chưa bao giờ nói với anh em thích màu xanh mà.
anh có thể đeo những chiếc vòng này vào tay của em không? Siêu của mình, nó đã làm rất nhiều việc cho con bé hạnh phúc. Nó còn mua vòng tay cho con bé. Vậy mà con bé đó thậm chí không thể tự đeo vòng tay. Tại sao mọi người không nhìn thấy điều đó chứ? Họ cứ cho là nó hạnh phúc hay sao? Thật ra mọi người trông đợi điều gì? Đã yêu nhau, nắm tay là một chuyện rất bình thường. Mới vậy nó đã giật tay ra. Siêu có thể nắm tay nó cả đời được không? Cảm ơn cậu Lasin. Thưa bác sĩ, chúng tôi đã cho bệnh nhân trong phòng ICU uống thuốc theo lời bác sĩ rồi. Cứ chú ý theo dõi anh ta. Có bất kỳ biến chứng nhỏ nào nhớ lập tức báo cho tôi biết. Dạ. Đêm qua ở trong làng mình đã xuất hiện một tên trộm xấu tấn công ông Narayan. Bây giờ ông ấy bị thương nặng ở đầu rồi. Tôi có nghe nói qua. Sẽ đích là tôi nói thật. Tôi cần có người thứ hai cho thêm ý kiến về cách chữa trị cho bệnh nhân này. Nếu như cậu có thể đến đó và xem qua. Là xin ạ, tôi muốn cũng không thể tới đó được đâu. Lỡ như coi đó thấy những chuyện này thì họ lại nói với ba của tôi. Tôi không muốn làm cho ba mình buồn nữa. Cậu có chụp hình cho anh ta chưa vậy? Di chuyển bệnh nhân bây giờ không phải là cách làm hay đâu. Chính vì như vậy, cậu hãy sắp xếp máy chụp hình di động mang tới phòng để chụp cho bệnh nhân. Cảm ơn cậu. Tôi cũng đang rất lo lắng về vấn đề cậu nói.
Yadira, dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra, tôi vẫn tin tưởng là cậu vẫn có thể trở thành một vị bác sĩ rất giỏi. Bác sĩ giỏi gì chứ? Gia đình tôi đã xây nên bệnh viện này, nhưng mà tôi đã từ chối nó. Trai xa cần có một vị bác sĩ tài giỏi. Trên mâm bài có rất nhiều thứ níu chân chúng ta, nhưng ở trong cái làng này thì cũng có nhiều thứ rất quý giá. Đây là giấc mơ của ba tôi. Ông ấy đã xây dựng nên cái bệnh viện này bằng cả tình yêu của mình. Ba tôi đã đặt quá nhiều kỳ vọng vào bản thân tôi. Giờ tôi lại trở thành bệnh nhân, chứ không phải là bác sĩ. Tôi còn biết trách ai nữa đây chứ. मेरी मानो तो शिवराज शेखर के साथ सगाई तोड़ दो, मत गिरो उस खाई में। शिवराज शेखर के साथ शादी करके तुम अपना जीवन नर्क बना दोगी। आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि वो लड़का अच्छा नहीं है।